và các bạn đã cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Bây giờ đầu tiên em sẽ hỏi bố Mạnh Dũng trước đi ạ. Không biết ở nhà thì anh với lại mẹ thì ai sẽ là người dành thời gian cho bé nhiều hơn? Hiện tại thì do cái chất công việc, thành ra là Dũng cũng phải đi công tác thường. Mình hay đi công tác. Bé cũng ở nhà với mẹ nhiều hơn. Dạ. Mà cuối tuần thì cũng dành thời gian cho bé, và hai ba con cũng hay chơi những cái trò chơi nhỏ trong nhà. Ví dụ như là chơi bắn súng. Để con kể cái này như vô rồi. Vô của ảnh rồi. Bây giờ mời Đình Nguyên nè. Ở nhà hai bố con mình hay chơi. Ở nhà con chơi là bắn súng. Bắn súng à. Trốn tìm. Giữa mẹ và bố đi. Thì con thích chơi đùa với ai nhiều hơn? Cả hai luôn hả? Rồi. Vậy thì bây giờ tới bé Mai Anh nè. Mai Anh ơi, không biết là ở nhà thì bố với lại mẹ thì con sẽ thường vui đùa với lại ai nhiều hơn? Dạ con thích chơi với ba. Tại sao con không chơi với mẹ mà con thích chơi với ba? Dạ mẹ, tại vì ba con ở thành phố. Mẹ con ở Cần, mẹ với con ở Cần Thơ. Cần Thơ. Ba đi làm kiếm tiền cho nên thích chơi với ba để gần ba hơn. Vậy là tính ra là bố Nhật là mình hay đi công tác ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Cái giai đoạn trước dịch. Dạ. Mình ở chung với bé. Dạ. Sau đó mình lên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Công tác xong rồi thì cái giai đoạn mà giữa cái thời đại giãn cách của thành phố đó. Dạ. Thì hai cha con dùng FaceTime hay các công cụ như mạng xã hội để mà liên lạc với nhau. Dạ. Thì dành thời gian để đóng kịch và có thể là tưởng tượng ra tất cả các cái vũ trụ này để mình vui đùa với nhau. Thực ra liên tục trong 6 tháng liền thì gần như chưa có ngày nào mình ngưng cái việc trao đổi qua mạng xã hội với bé. Mình cũng hiểu được cái tính cách của bé. Dạ. Và sự phát triển của bé, mặc dù mình quan sát từ xa. Dạ. Mình cũng hiểu được cái cảm xúc của bé nữa. Dạ. Mình qua những câu chuyện mà mình đóng kịch với nhau. Mình đi du hành ở mặt trăng, vũ trụ, các hành tinh khác hay là trên trái đất này á, thì mình biết được cảm xúc của bé đang như thế nào. Qua đó thì mình cũng vun vén thêm. Cho nên mình không có để cái tình cảm với cha con bị khoảng cách bởi về địa lý. Xin hỏi anh Nhật là bé Mai Anh là bé đầu tiên của anh đúng không ạ? Bé đầu tiên. Dạ, như vậy anh xa bé mà khoảng thời gian là 6 tháng, anh ở trên thành phố Hồ Chí Minh, bé ở Cần Thơ với mẹ. Có bao giờ bé Mai Anh khóc và nhớ ba Nhật không? Có những lần anh về dưới thăm, xong rồi anh đi. Thì trước đó anh đều có chia sẻ với bé trước, nói là ba sẽ về mấy ngày. Rồi ngày đó ba sẽ đi. Thì Mai Anh lúc đầu Mai Anh sẽ khóc thúc thích. Sau đó Mai Anh hiểu được cái vấn đề. Thì bé Mai Anh nói là ba cứ đi đi, con không có khóc nữa đâu. Trời ơi. Khi mà mẹ của bé sanh bé ra, lúc đó là cái cảm xúc của hai ông bố mình như thế nào? Thì cái lần đó không, cái cảm xúc này lúc mà gần đó mình cũng ngồi lại, mình cũng nói chuyện với vợ mình đó là cái lúc mà em sanh ở nhà mình gọi là Khoai. Dạ, Khoai, à bé Khoai tên ở nhà. Thì gần như là cái cảm xúc mình, tại vì thật sự lúc đó là đợi ở phòng chờ, người ta không cho lên cái chỗ mà sanh. Dạ, sanh ở bệnh viện Từ Dũ. Tới lúc bác sĩ nói là lên thăm được, người nhà lên được rồi đó. Dạ. Thì lúc mình đi lên á thì mình ngồi ngoài phòng chờ cũng lâu đó, mình cũng không biết là khi nào sanh, mà mình cũng bồi không biết rồi, không biết khi nào mà quá. Xong á thấy cũng lâu rồi, là gần như trôi qua một cả đêm rồi. Có ngủ quên khúc nào không? Em thấy là có một số bố tới đây chia sẻ là gần ngủ quên tới lúc sanh rồi là bắt đầu bố bố mới tỉnh đó. Không, cái khúc này thì không quên được. Xong cái đúng lúc là cái bác sĩ đẩy ra thì mới đọc, người nhà lúc đó mình cũng nghe nó thoáng à, thì mình mới, lúc đó mình đang ngồi thấp vậy nè, thì bác sĩ đẩy ra nằm cho đó, thì mình thấy cái đôi vớ thì tại bữa lúc mà đi sanh đó thì là mình nhớ mình mang cái đôi vớ màu nâu nâu đó cho vợ, thành ra lúc mà đẩy ra vừa thấy đôi vớ, mà lúc đó mình, tại mình nhìn thấy đôi vớ đầu tiên á, cảm giác lúc đó mình cũng nghẹn luôn, mình cũng không nói được gì luôn. Có cái đầu rưng rưng nước mắt không? Rưng rưng luôn anh. Rưng rưng thì chưa, nhưng mà cảm giác nghẹn lắm, tại vì mình cũng chỉ nhìn thấy đôi chân, mình cũng không biết là giờ vợ mình sanh xong rồi như thế nào rồi. Rồi con mình nó ra nó như thế nào nữa. Cái là mình đứng bật dậy, giống như một cái phản xạ tự nhiên vậy, chạy lại thì thấy vợ mình cũng vẫn khỏe không, con thì nó nằm trên người vợ đó. Cảm giác mình nói trời, lúc đó là cảm giác cả thế giới này là thu nhỏ bằng hai má con luôn á. Xong cái phụ cũng y tá đưa vô phòng cho chăm sóc á, rồi xong đứa cũng chưa cho vô liền nữa, rồi rồi tí chiều mới mới được vào với bé. Wow.
thấy anh cái lúc anh kể đúng thiệt luôn, giống như là cái kỷ niệm nó ùa về đúng không anh? Dạ. Rồi bây giờ là anh tới bố Nhật nè, không biết là cảm giác bố Nhật như thế nào khi mà lần đầu tiên là bé Mai Anh, Mai Anh ra đời. Thì anh là người nhận, nghĩa là được bé được đẩy ra. Dạ. Và anh nhìn bé lên nói đây là con mình. Bắt đầu anh không biết làm gì với Mai Anh hết. Ồ, là mình hơi bối rối đúng không? Có nghĩa là trước đó mình chưa có tìm hiểu thông tin để làm sao để chăm sóc hay là một cái kinh nghiệm nào hết. Thì bắt đầu mình hai đứa con nhìn nhau thì cảm giác đây là con mình. Xong rồi mình nói bây giờ làm gì ta? Làm gì ta đúng không? Đó là bị đứng hình luôn á, tại vì bản chất nó rất là thiêng liêng với mình. Dạ. Mình không có biết làm gì hết. Dạ. Rồi sau đó bắt đầu khoảnh khắc là mẹ bé được đẩy ra và mình ẵm bé để mà đặt vào cho nằm gần mẹ. Dạ. Thì cái giây phút đó coi như là mình thở phào cái là hai mẹ con rất là được an toàn và mẹ con vuông. Hình như là hai ngày đầu thì mình đứng quan sát những cô y tá tắm. Sau đó thì từ cái giây phút đó trở đi là mình là người điều nấu nước, chuẩn bị hết mọi thứ công tác chuẩn bị. Sau đó rồi ẵm bé ra buổi sáng á. Dạ. Thì mình là người ẵm Mai Anh trên tay. Thì lúc đó Mai Anh rất là nhỏ, khoảng 45-46 cm thôi. Dạ. Thì mình bắt đầu gội đầu. Thì từ lúc đó biết tới cái lúc mà cái rốn rụng. Mình ẵm vô nó trời rụng rốn rụng á. Tại vì ẵm tắm xong là hay vệ sinh cả tay xong rồi rốn á, cho nó khô lại để không bị nhiễm trùng á. Thì tới khoảnh khắc mà nó rốt rớt ra mình vẫn là cái cảm giác ủa giờ mình làm gì đây ta nữa phải không? Mà lúc mà tắm cho bệnh viện á thì mình nghe tiếng la thôi là mình biết con mình nghe đẩy một cái xe ra rất nhiều bé nằm trên đó. Nghe tiếng thét là mình nói rồi Mai Anh đó ra đúng xe đó luôn. Là mình đã là có kinh nghiệm đúng không ạ? À? Bây giờ tới Vũ Dũng nè, không biết lần đầu tắm cho Đình Nguyên như thế nào ạ? Thì Dũng cũng may là cũng có bà nội với bà ngoại. Thành ra là khi mà về á thì giai đoạn đầu là bà nội với bà ngoại tắm cho bé đó. Thì sau thời gian thì Dũng cũng coi cái cách mấy bà làm như thế nào, đỡ cái đầu lên cao khỏi pha nước xong đỡ cái đầu cao lên đầu tắm thì, thì mình cũng học bắt chước theo được. Thật sự là ngày xưa lúc mà con mấy gì rồi nó còn nhỏ nhỏ thì Dũng cũng qua Dũng vẫn thấy Dũng vẫn bắt chước Dũng làm được. Ra là em bé nhỏ Dũng có sợ, mọi người cảm giác là dường như lâu lâu mọi người thấy em bé nhỏ mọi người cầm mọi người cảm giác sợ bị lọt tay hay là cái đó hơn. Thật sự là do mình ẵm em nhiều á nên mình thích ẵm em bé lắm, nên thành ra là mấy đứa bé nhỏ nhỏ mình cầm vô cái thế của học mấy bà đó cầm đúng cái thế là cũng tắm cho bé được. Có điều Phúc hỏi anh Dũng với anh Nhật rằng là không biết anh Dũng với Nhật có đặt tên cho bé trước khi sinh không, tại vì em chưa kịp đặt tên cho nên là vẫn lấy tên mẹ là Đỗ Quỳnh Phượng. Không biết là hai anh có, tại vì lúc mà ra ngoài phòng sinh đó thì bác sĩ gọi Đỗ Quỳnh Phượng cái mình ngồi mình con em vợ vậy lúc đó mình sực tính thì mình chưa đặt tên, mà không biết là anh Nhật với anh Dũng thì sao ạ? Thì cái tên của chỗ bé Nguyên á, Đình Nguyên á thì là lúc đó là cũng ông nội cũng ngồi nói chuyện với ông nội thì chọn qua chọn lại thì ông nội nói cái chữ Nguyên thì là nó nguyên vẹn, nó cũng từ trạng nguyên cũng có chữ Nguyên đó. Là ông nội cũng nói với cái gia đình thì dòng họ là Lê Đình đó, thành ra là ghép đặt cho bé là Lê Đình Nguyên đó, là cái tên là được chọn trước khi mà bé đi sanh. Thành ra lúc mà đăng lên cái bảng là có tên con luôn rồi. Anh Nhật thì sao ạ? Trường hợp anh thì cũng đã đặt tên cho bé là Nguyễn Mai Anh rồi. Mà lúc đó thì quen gọi là cua luôn rồi. Bé cua. Thì Mai Anh thì lúc đó hai vợ chồng chọn là tính là đưa có cả họ ba và họ mẹ vào là Nguyễn Trần Mai Anh. Mà sau đó thì coi cái điểm gọi là chấm điểm trên mạng xã hội đó thì mình thấy cái điểm Nguyễn Trần Mai Anh nó rất khá là cao điểm. Còn Nguyễn Mai Anh thì là 6 điểm. Cuối cùng ba mẹ nói coi ba mẹ chỉ muốn con là một người rất là bình thường như bao người thôi. Thì mình chọn cái chữ Nguyễn Mai Anh cho nó có sự tinh khiết. Thì mình đã chọn cái tên đó. Tính ra cái trường hợp đó mà như nãy nói hình như chỉ có gia đình anh thôi đó. Đúng rồi, chưa kịp đặt. Hiếm lắm. Thì cứ nghĩ là sau khi xong rồi mình về mình đặt tên sau rồi kia mình chưa có nghĩ ra cái tên. Mà mấy ảnh thì rất là khẩn trương mà đặt từ trước rồi.